Chào bác, chào tất cả anh em. Eric LX99 lại tiếp tục lên đường để phục vụ anh em. Và từ khi em lên video xả hàng với mẫu Vanker rất hay, Eric LX99 thì anh em đặt hàng rất nhiều. Cảm ơn tất cả anh em đã ủng hộ trong suốt quãng thời gian qua bên cửa hàng Tùng Audio Hải Dương. Ngày nay thì bên em bận rất nhiều hàng đóng đi, và chủ yếu là mẫu Eric LX99, mẫu Vanker đang rất hot. Và đây em đang có một bác khách hàng ở xa, thành phố Hồ Chí Minh, bác Phương, chọn lựa cho mình bộ sản phẩm Eric LX99 và chọn lựa những hai bộ sản phẩm LX99 này cơ. Đấy, không chỉ là một bộ đâu anh em ạ, sử dụng luôn là hai bộ. Với mẫu Eric LX99 sẽ là mẫu Vanker rất hay ở trong thời điểm cuối năm như thế này, phục vụ phòng hát gia đình các bác và anh em, giúp tăng cái khả năng hưởng thụ âm nhạc, tăng cái khả năng hát bay bổng hơn, tiếng chất lượng ổn định hơn với những cặp âm ly đã cũ, hay là anh em đang sử dụng con vang mà chế độ vang echo vang nhạy của nó không còn mượt mà nữa, thì ngay bây giờ trang bị cho mình một con Vanker Eric LX99. Và hiện tại đang có mã giảm giá cho anh em chỉ có 1.400.000 đồng thôi, sở hữu một con Vanker quá tuyệt vời như thế này. Với mẫu Vanker LX99 của Eric thì sẽ có đầy đủ tính năng, và ngoài ra thì sẽ có điều khiển remote cho các bác và anh em sử dụng. Đấy, bác Phương nhìn thấy không ạ? Nếu như bác xem được video này, hãy để lại cho bên em nút like nhé, và một nút bình luận ở dưới để cho tất cả anh em có thể tham khảo được những ý kiến đóng góp của tất cả bác và anh em với mẫu Vanker Eric LX99. Mẫu Vanker này thì em sẽ thông báo lại cho em một lửa về những cái tính năng của mẫu Eric LX99, bao gồm giải bass mic chép đầy đủ cho phần echo, giải mic và giải nhạc để cho các bác và anh em có thể điều chỉnh chi tiết, và khi nhận hàng thì sẽ có một cái tua vít nhỏ để các bác và anh em điều chỉnh làm sao cho phù hợp với giòn loa nhà các bác và anh em. Nhưng mà trước khi gửi hàng đi thì bên em đã set up trước một cái chế độ hát cực kỳ tuyệt vời rồi, thế nên là các bác và anh em về, nếu như anh em nào mà chưa biết cách sử dụng thì chỉ cần ghép lối thêm vào âm ly với cục đẩy ở phía mặt sau thôi, để anh em ghép lối với âm ly cục đẩy thôi, và cứ thế chúng ta bật mic lên và trải nghiệm thanh tốt nhất bên Tùng Audio đã set up sẵn rồi. Ok, với mẫu vang Eric LX99, mặt màn hình to hiển thị đầy đủ thông số cho anh em, thể hiện được tất cả những cái tần số và những cái phím điều chỉnh em sẽ hiện ngay trên mặt màn hình nhá. Và còn về cái đường kết nối thì có đầy đủ đường USB, Bluetooth, cổng quang, AUX1, AUX2 cho anh em lấy tín hiệu từ TV, máy tính hay điện thoại. FB chống ú thì ở bên tay phải anh em đây. Và khi anh em nhận hàng, nếu như trong trường hợp giàn loa anh em xảy ra hiện tượng rú rít thì hãy sử dụng nút FB chống ú. Đấy, nhấn vào cho em. Và khi chúng ta nhấn vào thì FB ở trên mặt màn hình nó sẽ hiển thị là on, là khi chúng ta đã bật FB chống ú lên. Và bên tay phải đây chính là ba phím volume rất quan trọng cho tất cả anh em cũng như bác Phương sử dụng, đó là phần echo, giải mic và giải nhạc để anh em điều chỉnh to nhỏ. Ok, bây giờ cùng với em Tùng test thử một chút chất âm của Eric LX99, tại sao nó đang rất là hot ở thời điểm cuối năm này. 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8 9 10 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
em. Ngoài ra thì tiếng âm thanh có chiều sâu để giúp tất cả bác và anh em trải nghiệm âm thanh tốt nhất và bay bổng nhất thì nên sử dụng một con Eric LX99 có chế độ bảo hành bên cửa hàng Tùng Audio là 12 tháng và một đổi một trong vòng 1 tháng. Hiện tại đang có mức giá giảm giá là 1.400.000 đồng. Anh em nhanh tay gọi điện đặt hàng theo số điện thoại 0979629336. Số lượng hàng còn rất hạn chế cho anh em. Eric LX99 luôn luôn phục vụ tất cả anh em trong phòng hát gia đình. Video của em xin dừng lại tại đây. Các bác và anh em thấy hay nhớ để lại cho em nút like, nút đăng ký kênh. Chúc tất cả bác và anh em nhận hàng với Eric LX99 một cách vui vẻ và hài lòng. Xin chào.